Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời sự trưa của kênh truyền hình Viên Túc. Bản tin trưa nay thứ hai ngày 22 tháng 6 năm 2020 sẽ gồm những nội dung đáng chú ý sau đây. Dàn cảnh bắt cóc gia đình doanh nhân trên cao tốc cướp 35 tỷ đồng. Bệnh nhân phi công người Anh đủ sức khỏe để về nước. Tìm được thi thể bé gái 13 tuổi mất tích sau khi đi chơi với bạn. Công an Hà Nội bắt giữ bị cáo bỏ trốn khỏi tòa án Brazil vượt mốc 50.000 ca tử vong do Covid-19, dân biểu tình nhiều nơi. Triều Tiên dùng 3.000 bóp bay trải hơn 12 triệu truyền đơn lên Hàn Quốc. Núi lửa Indonesia phun trào 6 km, cảnh báo hàng không mức cao nhất. Ngày 21 tháng 6, Cục Cảnh sát Hình sự C02 Bộ Công an cho biết đã bắt khẩn cấp 7 nghi can trong băng nhóm giang hồ thuộc nhiều tỉnh thành để điều tra hành vi cướp tài sản. Các nghi phạm bị bắt gồm Hồ Ngọc Tài và Trần Ngọc Hoàng, ngụ thành phố Đà Nẵng, Nguyễn Văn Đức, Mai Xuân phốt ngụ Quảng Nam, Trịnh Tuấn Anh, Bùi Quang Trung và Trương Chí Hải, cùng ngụ thành phố Hồ Chí Minh. Tại cơ quan công an bước đầu các nghi phạm thừa nhận cùng nhau bàn bạc lên kế hoạch dàn cảnh vụ cướp, mỗi người một nhiệm vụ riêng và không có người cầm đầu. Sau khi dàn cảnh bắt cóc, uy hiếp giết vợ và tiêm máu chứa HIV vào con gái của nạn nhân, băng cướp đã lấy được 35 tỷ đồng từ ví điện tử của ông A. Chưa dừng lại, bọn cướp ép nạn nhân gọi điện về cho người thân chuyển thêm 9,5 triệu đô la Mỹ vào ví điện tử để bọn chúng có thể chiếm đoạt tiếp, nhưng bất thành nên thả người ở khu vực vắng vẻ rồi bỏ trốn. Theo Bộ Y tế, sức khỏe của bệnh nhân phi công người Anh hiện đã đủ điều kiện để rời khu hồi sức tích cực, chuyển phục hồi chức năng và làm thủ tục về nước. Tuy nhiên, trước khi chuyển bệnh nhân, Bộ Y tế sẽ tổ chức cuộc hội chẩn liên viện ba miền với các chuyên gia đã tham gia điều trị cho bệnh nhân này trong hơn 3 tháng qua. Cuộc hội chẩn dự kiến sẽ tổ chức ngay trong đầu tuần. Hiện tình trạng của bệnh nhân đang tiến triển nhanh. Hôm nay, ngày 22 tháng 6, là tròn một tháng bệnh nhân được chuyển sang bệnh viện cho rảy, và đây là một tháng bệnh nhân hồi phục nhanh nhất. Phổi đồi phục 85%, tay phục hồi hoàn toàn, chân 4 trên 5, thận, tim, gan, men tụy, về bình thường. Vào trưa ngày 21 tháng 6, một lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên cho biết, công an huyện Tuy An và tỉnh Phú Yên đang khám nghiệm hiện trường tử thi để điều tra vụ bé gái DTKH 13 tuổi ở xã An Ninh Đông, huyện Tuy An được gia đình báo mất tích hơn 3 ngày trước vừa tìm được thi thể. Theo thông tin ban đầu, thi thể bé H được tìm thấy sáng qua tại khu vực cầu An Hải thuộc địa phận xã An Ninh Đông. Trước đó vào tối ngày 17 tháng 6, bé gái xin gia đình đi chơi với bạn. Đến 23 giờ 46 phút ngày 17 tháng 6, chị gái của hát nhận được cuộc điện thoại từ số máy lạ của hát. Có nhiều tiếng người nhưng chỉ nghe được tiếng hát kêu cứu em rồi im bặt. Gia đình sau đó trình báo cơ quan chức năng. Trong nhóm bạn 6 người đi chơi vào tối ngày 17 tháng 6, cùng em DTKH, công an cho hay có một thanh niên dẫn cho em hát về nhà nhưng lại chờ đến trường dương sát hại. Sáng ngày 21 tháng 6 trả lời phóng viên, lãnh đạo công an quận Hà Đông Hà Nội cho biết các cơ quan chức năng đã bắt giữ được bị cáo Nguyễn Văn Trung, sinh năm 1983 ở tổ 7, phường La Khê, quận Hà Đông Hà Nội, bỏ trốn khi bị đưa ra xét xử tại tòa án nhân dân quận Hà Đông vào ngày 18 tháng 6. Trước đó vào khoảng 0 giờ 38 phút ngày 21 tháng 6, công an quận Hà Đông tiếp nhận tin nhắn tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân về tên tội phạm nguy hiểm Nguyễn Văn Trung đang lẩn trốn ở khu vực phường La Khê, quận Hà Đông. Ngay lập tức các lực lượng chức năng đã được huy động đến hiện trường. Trước đó vào ngày 20 tháng 6, Công an Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Trung về hành vi trốn khi đang bị áp giải. Nguyễn Văn Trung chạy trốn khi bị dẫn giải lên phòng xét xử Tòa án Nhân dân quận Hà Đông để xét xử về tội danh tàn trữ, sử dụng trái phép súng quân dụng, đe dọa giết người. Bộ Y tế Brazil vào hôm nay ngày 22 tháng 6 thông báo, số người chết do dịch COVID-19 tại nước này đã vượt quá mốc 50.000 người, trong khi số người mắc đã vượt hơn 1 triệu ca, cao thứ hai thế giới sau Mỹ. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế dự đoán số ca mắc COVID-19 tại Brazil trên thực tế thậm chí còn cao hơn do năng lực xét nghiệm còn hạn chế. Nhằm ngăn chặn sự lây lan nhanh chóng của dịch bệnh, chính quyền Brazil vừa qua đã ban hành lệnh bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng tại tất cả các bang và tiểu bang có tỷ lệ ca nhiễm cao bao gồm Sao Paulo, Rio de Janeiro và Ceará. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA vào hôm 22 tháng 6 cho biết, Triều Tiên dự kiến sẽ sử dụng khoảng 3.000 quả bóng bay để trải hơn 12 triệu truyền đơn sang biên giới Hàn Quốc. Đây là động thái mới nhất của Triều Tiên nhằm đáp trả Hàn Quốc, bất chấp những lời kêu gọi rút lại kế hoạch từ phía Hàn Quốc. Theo hãng thông tấn KC này, các đơn vị xuất bản in ấn tại thủ đô Bình Nhưỡng đã phát hành hơn 12 triệu truyền đơn với nội dung phản ánh sự phẫn nộ và thù hận của người dân ở mọi tầng lớp. Hơn 3.000 quả bóng bay được chuẩn bị để có thể trải truyền đơn vào sau lãnh thổ của Hàn Quốc. Theo Tân Hoa Xã, vào ngày 21 tháng 6, ngọn núi lửa còn hoạt động mạnh nhất tại Indonesia là Merapi, một lần nữa thức giấc phun trào trong bụi cao tới 6 km lên bầu trời, buộc giới chức phải ban bố cảnh báo hàng không mức cao nhất. Trong một thông báo, cơ quan giám sát núi lửa Indonesia cho biết gió đang thổi theo hướng Tây của miệng núi lửa, đồng thời khuyến cáo người dân địa phương không đi lại vào khu vực bán kính 3 km tính từ miệng núi lửa. Do hoạt động quân trào cho bụi đe dọa đến an toàn hàng không, cảnh báo màu đỏ được đưa ra. Đây là mức cao nhất, mọi chuyến bay đều bị cấm thực hiện qua không phận gần núi lửa. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự trưa nay của kênh truyền hình Viên Túc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.